Mình xin chào tất cả mọi người. Em này cũng là một trong những mẫu Zippo đặc biệt, hàng cất tủ sưu tầm đã lâu rồi mọi người, anh em. Chủ đề cũng mang đến ý nghĩa tuyệt hay luôn đó anh em mọi người. Đó là nữ thần tự do, biểu tượng nổi tiếng của nước Mỹ cũng như là của tiểu bang New York ha. Anh em nào yêu thích, có duyên đến với cây Zippo đặc biệt sưu tầm này, cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại mình nhé. Mình giao COD, ship code tới tận tay cho anh em mọi miền chơi. Khi giao thì mình cũng luôn luôn đảm bảo quyền lợi tối đa cho anh em, cho mọi người kiểm hàng xem hàng trước, nên cứ yên tâm nha. Em này thì hàng cất tủ sưu tầm đã lâu rồi, chưa hề đụng chạm lên lửa gì nha mọi người. Dinh từ ga tới Z, hộp đựng giấy tờ kèm theo em nó đầy đủ nha. Hàng cực kỳ hiếm, cực kỳ chất cho anh em sở hữu sưu tầm, hay làm quà biếu, quà tặng cho người thân, bạn bè, cũng mang đến ý nghĩa rất hay. Mọi người chi tiết cần tư vấn về Zippo cũng như chốt em nó, hay tư vấn các phụ kiện, anh em cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại mình có để trên tựa đề clip ha, 0909 828 779. Nếu ai chưa đăng ký kênh thì mời anh em, mời mọi người cứ ấn nút đăng ký và ấn nút chuông kế bên cạnh luôn ha, để tiện xem tham khảo nhiều mẫu Zippo rất chất, rất độc đáo trên kênh mình. Mình xin cảm ơn anh em mọi người nhiều nha. Giờ để mình xin trên tay giới thiệu qua cho anh em tham khảo trước. Chủ đề nữ thần tự do, rất đẹp, rất độc đáo ha anh em. Kính mít cứng khừ luôn ha. Nhìn từ A tới Z nha anh em. Hàng chính hãng Zippo Mỹ luôn. Rất nhạy lửa ha. Anh em cứ về chế xăng xịn, thả lên lửa và giữ xăng lâu, trên 10 ngày luôn anh em. Bên mình thì giới thiệu với anh em nhiều năm qua rồi, chia lửa hàng chất cho anh em. Với cây này thì hàng sưu tầm cất tủ đã lâu nha anh em. Hàng hiếm, anh em yêu thích lấy em nó cứ alo trực tiếp mình chốt giá em nó ha, có giá chính xác thời điểm anh em alo ha. Nhìn thực tế ở ngoài trên tay em nó thì nó chi tiết hơn nhiều ha anh em. Hàng chuẩn chỉ ha. Kết em nó anh em cứ gọi mình 0909 828 779 ha. Nữ thần tự do rất nổi tiếng rồi, rất đẹp, độc đáo ha anh em. Rồi nay mình chia lửa giao lưu với anh em cây Zippo hàng đặc biệt sưu tầm ha, giấy tờ đầy đủ full box. Rồi cảm ơn mọi người anh em đã xem clip nhé, hẹn gặp lại ở các video clip tiếp theo. Rồi mình xin chào tạm biệt mọi người anh em.